và Vọng xin được gửi tới giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ cổ Odo của người Pháp. Nhắc tới thương hiệu Odo, một thương hiệu nổi tiếng mà các bác trong giới đồng hồ đều thích và đều đam mê. Đây là một chiếc Odo 548. Sau cái phần thử chuông, em sẽ tháo cái bộ máy của chiếc 54 này ra để cùng với các bác đi tìm hiểu cái cơ chế hoạt động và từng cái chi tiết nhỏ một của một bộ máy nguyên bản nguyên zin của thương hiệu Odo. Một mẫu thiết kế thùng chạm trổ rất là đẹp. Ở đây các bác sẽ thấy chúng ta sẽ có một chùm quả và bông hoa được chạm trổ trực tiếp trên nền cánh thùng. Các bác có thể nhìn giúp em nhé. Đây là cái chân chùm quả này, và đây là phần lá. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái bông hoa đối xứng hai bên cánh thùng để làm nền nổi bật cho cái bộ mặt số bát giác nằm. Thùng được ép một lớp vân gỗ nu để tạo nên cái vẻ đẹp sang trọng. Một chiếc tay cầm bằng kim loại đã xuống màu nhưng vẫn còn đẹp các bác nha. Các chi tiết được thiết kế chạm trổ kèm với hai đường sọc kẻ kéo dài xuống để làm thêm để làm cho chiếc thùng của chúng ta thêm phần cân đối, đúng không ạ? Bên dưới chúng ta sẽ có một phần kính, bên ngoài thì trắng họa tiết gương, bên trong sẽ có một số cái chi tiết họa tiết nhỏ kết hợp để làm tôn lên cái vẻ đẹp của một quả lắc mạ chrome ở bên trong. Các bác cũng có thể thấy cái phần quả lắc rất là sáng. Các bác có thể nhìn thấy cái phần đằng sau của cửa hàng đồng hồ cổ Vang Vọng, đúng không ạ? Em xin được đi vào bên trong. Đây là bên trong của một chiếc đồng hồ 548 các bác nhé. Các chi tiết phần nẹp kính dưới này, phần bản lề này và phần kính trên đây các bác nhá. Quay trở lại một chút với cái bộ mặt số bát giác nằm. Cái bộ mặt số này em nhận xét nó còn đẹp lên tới tầm 96-97%, gần như là rất là ít cái vết xước xác trong quá trình mà người chủ cũ người ta sử dụng. Đặc biệt là ở nỗ ba cái nỗ của ba ổ cót đều được tạo viền các bác nhá. Và tất nhiên rồi, xung quanh các bác sẽ thấy là rất là ít cái vết xước xác, đúng không ạ? Người chủ cũ người ta sử dụng rất là kỹ càng. Và tên thương hiệu Odo, bên dưới thông số Made in Fancy. Và đây là cái tên của người chủ cũ, bộ kim đặc trưng của đời 548. Quay xuống dưới một chút các bác sẽ thấy một phần quả lắc rất là đẹp này, và hai con ốc chống tường hai bên còn các bác nhé. Đây là hai cái đầu dây khóa chuông hai bên ạ. Em sẽ soi lên trên một chút. Đây là bên trên, vẫn là một củ gông đặc trưng, đó là củ gông 101 các bác nhé. 8 gông 8 búa. Và đây là cái thanh bạc chống máy đây các bác ạ. Thanh bạc chống máy để giúp trong quá trình mà các bác lên cót thì các bác sẽ tác động lực vào cái phần bộ máy này, nó sẽ giữ cho cái bộ máy nó ở vị trí cân bằng các bác nhé. Bây giờ em sẽ thử luôn tiếng chuông và sau đó sẽ mời các bác cùng em đi ngắm nhìn sơ qua cái bộ máy 548. Vừa rồi là âm thanh của chiếc Odo 548. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng em đi ngắm nhìn vẻ đẹp của bộ máy. Đây là phần quả lắc các bác nhé, rất là đẹp, một quả lắc mạ chrome. Còn đây là quá trình mà các bác muốn châm dầu thì các bác tháo như em hai con ốc hai bên, và bên trên sẽ có một cái phần ốc chống quả thành chống máy, các bác phải nhớ tháo ra cho em. Khi các bác tháo hết rồi thì các bác kéo thẳng cái bộ máy cho em nhé. Đây là cái bộ máy, đây là cái bộ gông các bác nhé, bộ gông thép đấy ạ, rất là đẹp. Hai phần khóa vồ hai bên. Còn đây là cái bộ máy 54 mà em muốn gửi tới các bác. Một bộ máy 54 nguyên bản và xuống màu rất là đều. Tên logo thương hiệu hình quả trám sẽ tương xứng với cái phần logo các bác nhé. Đời 24 sẽ là số 24 ở đây. Đây là phần đầu vồ này và phần trục máy ở bên trong. Phần đánh nhạc 15 phút và các bác sẽ thấy hai màu vách đều như nhau, đúng không ạ? Còn bên này rất là đẹp các bác nhé. Bên trong đây các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi
video của bên đồng hồ Vang Vọng.